Hello, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học về phần số đếm nữa nhé. Trong hai video lần trước, cô đã hướng dẫn các em phần số đếm từ 0 đến 20 và từ 20 đến 100. Và trong video bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành các phần số đếm ở các đơn vị lớn hơn nữa nhé. Như trên bảng cô đã viết sẵn ở đây cho chúng ta về phần số. Đây là một số những cái ví dụ. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em phần chữ viết cũng như là phần đọc nhé. Chúng ta cùng nhìn lên bảng nào. Chúng ta có 100, đây là số mà chúng ta đã học hôm trước rồi, nhưng mà cô sẽ nhắc lại bởi vì nó sẽ liên quan đến một số phía sau, số lớn hơn phía sau nữa. 100 của chúng ta là gì nào? Các em còn nhớ không? 100. Ok. Cô sẽ viết lại phần chữ viết này nhé. Chúng ta sẽ đọc là 100. Ok. Và tiếp theo sẽ là 101 hay là 101 cũng được. Chúng ta sẽ có nguyên tắc như sau. Các em sẽ nói 100 và các em nói thêm số 1 là lẻ 1 phía sau nhé. Chúng ta sẽ có là 100 and 1. Rồi chúng ta sẽ có là trước one, các em nhớ để cho cô and như thế này nhé. Và chúng ta sẽ đọc là 101, là 101. Ok. Tiếp tục như vậy, nếu như các em muốn nói là 102, lẻ 3 hay lẻ 4 thì chúng ta chỉ cần việc thay cái đơn vị lẻ phía sau vào vị trí của từ one là được nhé. Bây giờ tiếp theo cô sẽ có ví dụ về 230. 230 thì nếu như 100 các em dùng là one thì 200 chúng ta sẽ dùng là two. 200. Ok. Là chúng ta được 200, và 30 thì các em sẽ để là and 30 và 30 nhé. Về phần phiên âm thì cô sẽ không viết nữa bởi vì những phần phiên âm này thì cô đã dạy trong hai video của bài học trước rồi. Được chưa nào? Chúng ta đọc là 230. Ok. Và chúng ta lưu ý nhé, có ai thắc mắc là tại sao mà 100 thì chúng ta để là 100 như thế này và 200 thì tại sao chúng ta lại không thêm S ở đây không? Như vậy thì cái số 100 là trăm thì bản thân nó đã là số nhiều rồi, cho nên danh từ này không bao giờ các em thêm S nhé. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có số tiếp theo là 999. Vậy thì nếu như 100 là chúng ta dùng 100, 200 là 200, thì cứ tương tự như vậy, 300, 400 và lên nữa cho đến 900, các em sẽ dùng cho cô là 900. Ok. Còn phần lẻ phía sau là 99, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục dùng and và 99 nhé. 99 and 99. Và 999 chúng ta sẽ đọc là như sau. 999. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến đơn vị lớn hơn tiếp theo. Cô viết như thế này là 1.000. Các em lưu ý nhé, về cả phần số viết, nếu trong tiếng Việt chúng ta có thể đánh bằng dấu chấm thì ở trong tiếng Anh chúng ta hay đánh dấu phẩy như thế này nhé, ở cách mỗi ba đơn vị cho một hàng. Chúng ta sẽ đánh này một đánh dấu phẩy và chúng ta viết ba số 0. Nó là 1.000 hay còn gọi là 1.000 nhé. Chúng ta sẽ có một đơn vị mới và chữ 1 thì các em sẽ có là one. Và ngàn chúng ta sẽ có từ thousand. Thousand, okay. Hôm nay thì chúng ta chỉ có mỗi từ này là từ mới mà cô chưa phiên âm, cho nên cô sẽ viết phần phiên âm ở đây nhé. Chúng ta sẽ có phần phiên âm như sau. Được chưa nào? Và các em sẽ đọc là sao sao sao
dấu trọng âm nữa nhé. Như thế này thì chúng ta sẽ đọc là thảo, thảo, và âm sau sẽ là dent, dent. Chứ chúng ta đừng đọc là thao sần nhé. Và cả chữ này chúng ta sẽ đọc là thousand, thousand, thousand. Và 1,000 chúng ta sẽ đọc là 1,000, 1,000. Ok, đây là phần phiên âm. Và tiếp theo, cô sẽ có là 1,526. Có nghĩa là cô muốn hướng dẫn cho các em viết về phần số lẻ phía sau của 1,000 nữa. Thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta nói 1,000 trước, rồi tới 526. Thì cái phần trăm và phần chục, phần đơn vị lẻ này chúng ta sẽ làm tương tự như phần trên. Ok, có nghĩa là chúng ta chỉ ráp thêm cái phần 1,000 ở phía đầu thôi, và ráp thêm phần trăm phía sau nữa là chúng ta được cái phần 1,000 và có lẻ phía sau. Như vậy chỗ này sẽ là 1,000. Chúng ta sẽ viết lần lượt từng phần một để cho nó không bị nhầm lẫn nhé. Rồi, 1,000 rồi, bây giờ đến 526. Thì 500 chúng ta sẽ có là 500. Và chúng ta sẽ có 26. Thì các em vẫn đừng quên cho cô and và nhé. Chúng ta nói là and 26 và 26. Như thế này nhé. Số này nó sẽ hơi dài, chúng ta sẽ cố gắng đọc nào. 1,526. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có là 10,000 nhé. 10,000. Thì các em thấy là 1,000 chúng ta có là 1,000. 2,000 thì chúng ta sẽ có là 2,000. Và cứ như vậy 3,000, 4,000 cho đến 10,000 chúng ta chỉ cần thay số 10 là 10 vào đấy thôi. Như vậy 10,000 thì chúng ta sẽ nói là 10,000. Ok. Như thế này nhé. Chúng ta đọc là 10,000. Ok, tiếp theo 10,126. Thì cô sẽ hướng dẫn cho các em về số là 10,000, rồi lại có phần số lẻ đằng sau. Thì cũng vẫn giống như nguyên tắc bên trên, chúng ta sẽ có 10,000 như thế này, và 126 chúng ta sẽ ráp cái phần số lẻ ở bên trên này vào nhé. Ok, thì cô sẽ có là 10,000. Rồi, 126 chúng ta sẽ có là 1,026. Rồi, and 26. Như thế này nhé. Và các em sẽ đọc cho cô là 10,126. Được chưa? Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ sang phần con số lớn hơn. Ở đây các em có là 100,000, đúng không nào? Chúng ta có 4, 5 số 0. Và như vậy đây sẽ là 100. Còn 3 số 0 đằng sau nó sẽ là ngàn, đúng không? Vậy thì 100,000 các em sẽ nói như thế nào? 10,000 các em có là 10,000. Vậy thì bao nhiêu ngàn chúng ta chỉ cần ráp cái phần đơn vị phía trước vào. 100 sẽ là 100. Là 100 và chúng ta có đơn vị ngàn nữa, các em sẽ có từ 1,000. Và 100,000 chúng ta sẽ đọc như sau. 100,000. Được chưa nào? Tiếp theo nhé. Nếu như các em muốn lẻ phía sau thì chúng ta chỉ việc ráp phần trên vào. Được chưa? Ví dụ như các em muốn ráp là
100.000 và bao nhiêu phần trăm hay là bao nhiêu ngàn lẻ phần sau nữa. Ví dụ các em muốn ráp lẻ phần này thì chúng ta sẽ ráp vào phần sau. Muốn ráp lẻ 230 chúng ta sẽ ráp vào phần sau. Nó cứ theo cái nguyên tắc như vậy thôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có, đây là một con số này nữa thì là nó sang hàng triệu đúng không? Các em thấy là có 6 số 0 thì sẽ là đơn vị của nó sẽ là triệu. Vậy thì phía trước có mấy nữa thì nó sẽ là mấy triệu? Ở đây cô để 1, vậy số này sẽ là 1 triệu đúng không nào? Nếu chúng ta có 2 thì sẽ là 2 triệu hoặc 10, rồi phẩy 6 số 0 nó sẽ là 10 triệu. Ok. Nhưng chúng ta quan trọng là các em sẽ để ý cho cô về cái đơn vị mới này nhé. 1 thì cô sẽ dùng là one. Được chưa nào? Và triệu chúng ta sẽ có là million. Million. Cô sẽ đưa ra phần phiên âm cho từ mới này nhé. Chúng ta sẽ có là million. Million, chúng ta nhấn âm đầu. Và 1 triệu các em đọc là 1 million. 1 million. Ok. Rồi, tiếp theo. Và nếu như phần lẻ phía sau, chúng ta sẽ tiếp tục đưa các phần lẻ ở phần trên vào phía sau nữa nhé. Thì cô sẽ không đưa ra ví dụ phần lẻ, chúng ta vẫn theo quy tắc mà cô nói bên trên. Bây giờ chúng ta sẽ có một đơn vị lớn hơn nữa. Thì các em thấy ở đây là chúng ta có 9 số 0 và số 1 phía trước. Như vậy đây sẽ là hàng tỷ. Và chúng ta sẽ có số này là 1 tỷ. Ok. Chúng ta sẽ đọc và viết như sau. Các em có 1 là 1 và tỷ chúng ta có từ billion. Billion. Từ này cô cũng sẽ đưa ra phần phiên âm cho mình nhé. Chúng ta cũng nhấn âm đầu. Và các em đọc từ này là billion. 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 Và như vậy thì 1 tỷ chúng ta sẽ đọc là 1 billion. 1 billion. Bây giờ chúng ta sẽ có sang một cái số tiếp theo. Số này thì cô viết cũng đến hàng tỷ thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy số này là nó gồm tổng hợp của rất nhiều những cái phần lẻ mà chúng ta đã học bên trên. Thực ra khi đến đây thì các em cũng có thể tự viết được rồi. Dựa vào phần trên cô hướng dẫn, các em có thể tự dò từng phần chúng ta viết được. Nhưng mà cô trò chúng ta sẽ cùng nhau viết một số này nữa nhé. Các em sẽ có số này, nếu như tiếng Việt chúng ta có là 1 tỷ 234 triệu 567 ngàn 899. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt viết nhé. 1 tỷ các em sẽ có là 1 billion. Các em đánh dấu phẩy nhé. 1 billion. 234 triệu thì chúng ta sẽ có 200, 200. Và chúng ta có 34 là and 34. Ở đây là hàng triệu cho nên chúng ta sẽ để đơn vị million. Và các em sẽ có dấu phẩy ở đây cho cô nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có là 567.000. Thì các em sẽ có 500, 500. Sẽ là and 67. Ngàn, các em sẽ có là 1000. Như vậy chúng ta có là 567,000 là 567.000. Bây giờ các em sẽ có 899. 800, chúng ta sẽ có 800.
800. Và 99 các em sẽ có là 99. Nó hơi nhỏ chút, cô viết xuống đây nhé. And 99. Rồi, như vậy thì tổng thể toàn số này các em sẽ đọc như sau. 1,234,567,899. Đấy là một cái số cuối cùng này. Được chưa nào? Như vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các em cái phần đọc và viết số đếm. Thì các em sẽ nhớ là luyện tập ở nhà nhiều lần để chúng ta có thể nhớ bài tốt nhé. Hẹn gặp lại các em trong video của bài học tiếp theo. Tạm biệt các em.